Chào mừng các em đến với lớp học hoa táo. Hôm nay chúng ta sẽ học tập làm văn, ôn tập văn kể chuyện. Bài 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, các em hãy trả lời các câu hỏi sau. A. Thế nào là kể chuyện? B. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào? C. Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào? Các em hãy dành ít thời gian để trả lời những câu hỏi trên. Bây giờ, cô mời các em cùng xem đáp án. Câu A, kể chuyện là kể lại một chuỗi sự việc có đầu, có cuối, liên quan một hay một số nhân vật. Mỗi câu chuyện đều nói lên một điều có ý nghĩa. Câu B, tính cách của mỗi nhân vật được thể hiện qua hành động của nhân vật, lời nói, ý nghĩ của nhân vật, những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu của nhân vật. Câu C, cấu tạo bài văn kể chuyện gồm mở bài, giới thiệu hoàn cảnh và nhân vật, chuyện xảy ra ở đâu, bao giờ, có những nhân vật nào. Các em có thể vận dụng cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp mà chúng ta đã được học. Diễn biến câu chuyện, kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện theo cốt truyện đã thấy, đã nghe hoặc đã đọc hoặc do mình tưởng tượng ra. Cần chọn từ, đặt câu, chọn chi tiết và có thể sử dụng cả văn đối thoại để làm câu chuyện thêm phần sinh động. Kết thúc câu chuyện, nêu phần kết câu chuyện kết thúc ra sao, có chiều hướng tốt hay xấu, gợi cho em cảm giác gì, bài học rút ra từ câu chuyện là gì. Các em có thể vận dụng cách kết bài không mở rộng hoặc mở rộng mà các em đã được học. Chúng ta vừa hoàn thành bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ ôn một chút xíu về những nội dung có liên quan tới văn kể chuyện. Thứ nhất, đó là cách kể chuyện. Có nhiều cách kể chuyện, nhưng chủ yếu là ba cách sau đây. Cách 1, kể lại một câu chuyện mà em đã được đọc, được nghe. Thứ hai, loài vật, cây cối, đồ vật tự kể câu chuyện của mình. Thứ ba, kể theo trí tưởng tượng. Khi viết văn kể chuyện, các em lưu ý mấy điểm sau. Thứ nhất, nội dung câu chuyện phải có ý nghĩa nhất định. Để xác định được ý nghĩa của câu chuyện, các em cần tự giải đáp các câu hỏi sau. Những điều ta sắp kể khẳng định điều gì? Nó gợi cho người đọc những suy nghĩ và tình cảm gì?
Lưu ý thứ hai, nắm được cốt truyện và những chi tiết chính. Cốt truyện chính là sự nối tiếp nhau của các chi tiết lớn, sau đó sẽ được bổ sung các chi tiết nhỏ hơn để câu chuyện thêm sinh động. Lưu ý thứ ba, xây dựng dàn bài hợp lý giúp câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Phương pháp làm bài. Bước 1. Đọc nội dung câu chuyện cần kể. Chú ý nhớ kỹ những sự việc chính, những chi tiết quan trọng để có thể kể lại đúng và đủ theo thứ tự nội dung cốt truyện. Bước 2. Tóm tắt nội dung truyện theo ý lớn của từng đoạn, khoảng 5 đến 7 câu. Bước 3. Lập dàn ý ngắn gọn của câu chuyện. Dựa vào dàn ý, kể lại câu chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 2. Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời đúng nhất. Ai giỏi nhất? Trong rừng, thỏ, nhím và sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí. Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai, mấy cậu liền tổ chức một cuộc thi và mời cô gõ kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm luôn. Gõ kiến phát cho mỗi bên 20 hạt đậu ván và ra điều kiện. Ai ăn lâu nhất thì thắng cuộc. Họ ăn dè, mỗi ngày nửa hạt, ăn được 40 ngày. Nhím cứ 3 ngày mới ăn 1 hạt, được 60 ngày. Sóc ăn mỗi ngày 6 hạt, 3 ngày sau túi sóc rỗng không. Sang ngày thứ 61, gõ kiến cho biết nhím ăn được lâu nhất là giỏi nhất. Sóc không chịu, cậu ta kêu tôi vẫn còn. Gõ kiến hỏi còn mà túi lại rỗng không thế này. Sóc thủng thẳng mời gõ kiến cùng thỏ, nhím đến một góc rừng và trỏ vào 2 cây đậu ván lúc này đã leo vấn vít trên giàn. Đây, tôi ăn 3 ngày hết 18 hạt, còn 2 hạt nữa của tôi đấy. Tất cả đều chịu sóc là giỏi, giỏi nhất. Cái gì cũng thế, chỉ ăn thì mấy cũng hết, nhưng biết gieo trồng thì mãi mãi vẫn còn cái ăn. Các em quan sát bức tranh. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi của bài câu chuyện. Câu 1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật? A 2, B 3, C 4. Các em hãy chọn kết quả đúng. Bây giờ các em xem đáp án. C là 4 nhân vật nhé các em. Câu 2. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào? A. Lời nói. B. Hành động. C. Cả lời nói và hành động. Các em hãy chọn kết quả đúng. Cô mời các em xem đáp án.
là đáp án C, cả lời nói và hành động. Câu 3, ý nghĩa câu chuyện trên là gì? A, khen ngợi sóc thông minh và có tài trồng cây gieo hạt. B, khuyên người ta tiết kiệm. C, khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc. Cô mời các bạn chọn kết quả đúng. Cô mời các bạn xem đáp án. Đáp án C, khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc. Chúng ta đã hoàn tất bài tập 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thực hành. Các em hãy chọn một câu chuyện đã nghe, đã đọc để viết một bài tập làm văn. Bài học đến đây là hết. Cô chào tất cả các em.